Ok, hôm lên em. Chiều hôm nay thì chơi thử một con game mới. Game này thì nó miễn phí thôi, nhưng mà cũng chưa biết khi nào ra mắt. Bản này là bản Gologu của một con game chính. Con game tên là... Đây. Copy nó. Trong lúc mà tải game đã. Không. Đây là cái bản của Rui tiền truyện của một con game chính tên là con Phil Knight Mo game nè. Đấy. Phil Knight Mo. Đây là bản đầy đủ nha. Bản đầy đủ thì đã ra mắt từ cái tháng 4 năm ngoái rồi. Thì tôi nghĩ bây giờ dép tung ra cái bản mà Golugua này á là chắc quảng cáo cho cái phiên bản đầy đủ chuẩn bị ra mắt chính thức vào cái quý 1 năm 24 này. Anh em nếu như chơi cái bản miễn phí này thấy ổn á thì mua ủng hộ dép cái bản bên đây. Đây là cái bản chính thức của bên đây của dép. Game cũng có lượt follow rất là cao nha. Thì tôi nghĩ là chắc sắp ra bản chính thức nên mới tung ra cái bản mà Golugua như thế này thôi. Chứ thường thì ngược lại, người ta sẽ đưa Golugua trước rồi xong bản chính thức sau. Con game này là bản Genesis, là bản tiền truyện nè. Là nó đây, nó là game miễn phí nha. Thì thay đổi nó là tin bay, Gugu Live. Cái này là hành giao, là vé tay, là Dark Fantasy, nó là ngôn thức indie. Coi cái trailer vô game. Game thải xong rồi. The world was never the same again. In the wake of our ongoing Cái này chỉ là đoạn mô tả cốt truyện thôi, chứ có vô gì về gameplay cả. Đây mới đầu vô gameplay nè. Thì tất nhiên cái bản Genesis này là bản tiền truyện nên nó sẽ không có đầy đủ đâu. Tôi cũng không biết nó có đầy đủ đâu. Game này thì 2 ngày nữa sẽ ra mắt. Nếu em muốn thì thử qua cái phiên bản này, nó là miễn phí. Thì nói đơn giản là cái bản này nó giống như cái bản demo vậy đó. Nó giống như cái phiên bản demo thôi. Anh em chơi mà nó sẽ giới hạn rất nhiều thứ, nhưng mà nếu thấy hay thì cứ mua phiên bản đầy đủ ủng hộ đáp. Rồi bây giờ vô chơi thử game sao. Cũng chỉ có 2 thành tựu thôi nha. Game này được mắc bằng Unity. Unthurian, a world forever split in unending combat. Vampires, the first beings to Vampire là cái giống loài đầu exist, tiên and a tồn tại. dominant race on the planet. A civil war Bên cạnh đó thì chắc là ma sói quá. Destroyed us. The world was never the same again. In the wake of our ongoing self-destruction, others gained more strength, power, and influence. The time for our vengeance is now. We have to rebuild and claim what's rightfully ours. Nói chung vẫn là cái chủ đề vampire mà sự trỗi dậy của nó thôi. FPS đang 60. Đây là cái phiên bản hiện tại đang Early Access. Vẫn còn cái này là không nên để vô cái bản Golugu nha. Người chơi Golugu người ta không quan tâm cái bản chính anh em có Early Access không. Tốt nhất không nên để vào. Anh em để vào cái này, người ta sẽ nghĩ là con game Golugu hiện tại đang Early Access nữa. Thì lúc đó người ta sẽ nhầm lẫn với bản chính đó. Sao không có bật giới hạn FPS hả ta? Chỉ có 60 FPS thôi. Thôi, cũng chấp nhận được. Ngôn ngữ của cả tiếng Việt luôn. Game này xịn sò nha. Để tôi coi lại cái trang mà đó cái. Đây, ngôn ngữ có tiếng Việt đây. Tiếng Anh, Việt và Tây Ban Nha. Game rất là độc. Đừng nói game của Việt Nam mình à. Giờ tôi mới để ý là đây hỗ trợ có nhiều ngôn ngữ luôn, trong đó có tiếng Việt. Nhưng mà cái bản chính dành cho team vẫn có tiếng Việt nữa nha.
Nhấp The Game là cái nhà phát hành thôi. Dev thì vẫn là... Đây, có trang web luôn. Trang web này mất cái chứng chỉ đó là nha. Anh em nên coi lại nó. Mất cái chứng chỉ đó đây rồi. Steam, Discord, Twitter, YouTube, Facebook. Nói chung game có tiếng Việt thì tôi sẽ ưu tiên chơi nó. Vâng, chữ vâng này là tôi thấy có vấn đề rồi đó. Chơi tín dụng đó nè, tín dụng là chữ credit đó. Nhớ tiếc là có tiếng Việt nhưng chỉ là Google dịch thôi. Vilka, cái chữ này là dịch nó sai cái tên với họ mới trùng hai chữ Vilka rồi. Vilka Fallen mới đúng. Không ít chiến đấu ở hàng tiên phong hay vào đó. Cô ấy sử dụng cô ấy sử dụng phép thuật để tăng cường và giúp đám lính của mình chiến thắng. Nói chung là đứng ngoài sau bút đó, support cover. Tuy nhiên khi đối mặt với tình huống không thể tránh được, cô ấy có thể sử dụng năng lượng và hình dạng của vận mệnh được cái đồ. Từ từ, cái màn hình nó nhấp nháy quá, do game FPS nó hơi thấp. Tuy nhiên khi đối mặt với một tình huống không thể tránh được, cô ta sử dụng năng lực là hình dạng của vận mệnh được kế thừa để chống lại bất kỳ phép thuật tấn công nào. Sẹt N là dấu số hàng á, do cái lỗi tay bơ nó vẫn còn à. Gia tộc Banlen, Banlen là cái họ, BK là cái tên nha. Ở đây là bị nhầm lẫn hai cái nè. Một điểm trí tuệ và 5% cơ hội né tránh. Quý tộc, cái này chắc là mấy cái lát thôi. Gia anh lên quý tộc và người sưu tầm. Mua các phòng á, vật phẩm nhà tay sai giảm giá 15%, nên nhà giàu mà được giảm giá nữa. Người sưu tầm tăng chỉ số may mắn, nói chung là vậy đi. Trừ 3 điểm sợ hãi, nói chung là nhát gan á. Cái này không phải là hiểu lầm mà dạng như là khuyết điểm. Nhìn vào gương để tạo hình vận mệnh của bạn. No God Dian là cái gì? Quidlet để mở phá. Có cái vụ này nữa hả? Rồi luôn, ủng hộ anh em, có tiếng Việt. Có game rồi làm sao mà quyết clip được, đồ độc ác. Em này nhìn cao gáo hơn vậy. Thôi em này nét đi. Quý tộc tiểu thư nè. Thôi, đầu tiên thì mình bắt đầu nhân vật cơ bản nhất. Chiêu hồn hung dữ, giao phó. Yêu cầu phiên bản đầy đủ. Rồi ok, nói chung là giao phó thôi. Trang bị hồ chứa máu, chưa thể nhận được 0,1% cơ hội đánh chí mạng cho những khối quyết còn lại của mỗi lượt. Thêm 5 quyết khối. Chả hiểu cái gì cả. Phóng ra một phiết giáo gây sát thương phép thuật vật lý, thu nhập máu do mỗi kẻ địch bị trúng đòn. Dạng như là đánh vô hồi máu. Hạt 1. Quêm 1. Sống sót qua tất cả các đêm và đánh bại ông chùm. HP về 0 thì thua. HP hoặc HP quan tài, tức là mình chết mình sẽ vô quan tài. Chung mà thành chuẩn bị mình có thể quản lý lâu đài của mình và điều khiển các kỹ năng lãnh chúa. Thì đã sẵn sàng nhấp vào One More Night để bắt đầu một cuộc xâm lược. Game này nó có yếu tố quản lý nữa nha, nên làm cái nút đóng như đây thay vì cái nút ít ở trên này. Tay sai thì mình chả có cái gì cả. Game này giống như con mà mấy con thiết kế hầm ngục á, sau này mình dụ nó vô. Danh tiếng là farm, chap là 7, con trúc là công trình, decor là thiết kế. Cái này là bản kết hợp. Màn hình danh tiếng hiển thị ở đây. Magagong hít khoe khoang danh tiếng của mình bằng cách hiển thị nó trong 3 danh mục được trình bày ở đây, 1, 2, 3. Mình có thể thêm điểm bằng cách sử dụng nút này. Bạn có thể yêu cầu các lợi ích. Nói chung là mình càng nổi tiếng thì đạt được nhiều cái.
Thu nhập điểm từ các vòng nhật tài nguyên. Càng nổi tiếng thì có thêm một số cái chỉ số bit thôi. Kinh hoàng chữ 3 nè. Chắc gán đưa cái này về không nữa. À đây, 3 điểm nhận được một trang sức. 6 điểm thì tăng tỷ lệ chí mạng. Em này đứng ngoài sau bút thôi. Đây, đứng sau bút thì lấy cái điểm này học. Chắc tăng cái điểm kinh hoàng trước. Còn cái điểm này thì dạng như bui. Đánh vào kinh tế. Bây giờ thì làm cái gì? Tutorial đi chứ. Mình đang ở đây nè. Nhân vật của mình HP mình là 65, 10 máu à. Đây rồi. Như bắt đầu tình một đêm. Hiện tại giờ chưa biết làm cái gì. Mình không có vàng, không có lách ba hay là cái gì cả. Nên bắt đầu tình một đêm trước đó. Nhấp chuột phải vào bất kỳ vòng nào để chúa tể của mình di chuyển. Bạn có thể di chuyển chúa tể từ tự do trong giai đoạn chuẩn bị. Trời ơi, nó viết chữ. Nhưng sau khi trong lực trận đấu. Em hết ở đây. Rồi đi qua đấm nó luôn, chả biết làm gì cả. Ok. Action phone là cái điểm hành động. Thì giống như mấy con game tin bay khác thôi. AB có thể sử dụng máu để là trả giá bằng cái kích đó nha. Thời gian chờ sử dụng lại. Còn hết kỹ năng không có thời gian chờ. Nhưng mà giới hạn cái số lượt sử dụng lại. Giáp vật lý. Vì là có giáp kháng phép nữa phải không? Thì sau một lượt thì nó tự về không. Còn cái này là cường khóa. Hiệu ứng. Cái hiệu ứng này dạng như là boost hoặc là debuff. Hiệu ứng giảm nè. Cái này boost với debuff. Hiệu ứng giảm cường. Trời ơi. Cái phông chữ này cũng không tiếng Việt. Không hợp tiếng Việt nè. Anh em nhìn chữ đỏ nè. Thấy chữ đỏ nè hiện lên không. Một điểm action phone. Action phone của mình coi ở đâu. Đây phải không. Mình có 3 điểm, con này khi mà dưới 100 điểm cảm xúc sẽ mất 2 điểm cảm xúc và sẽ mất tương đương với 1% đam. Mỗi 2 điểm cảm xúc mất đi thì tương đương với 1% đam, tức là cái điểm này càng tục thì nó đánh mình càng đau á. Nhận thêm chứ. Thì cái này gọi là chỉ số sợ hãi đây. Sát thương ma thực gây nhẹ sát thương vật lý. Mình là ngăn chặn sát thương vật lý. Bút một cái trước. Tập trung đánh em trên. Đánh gì đau vậy. Nó sẽ hồi máu. Nó chuẩn bị đánh mình hồi nãy là bút cái đó thì sai quá. Cho nó đánh luôn. Xong tụi này thì nó chết rồi. Chưa chết nữa hả? Xong, được 100 vàng, 1 điểm kỹ năng và 1 cái điểm công trình. Game này nên thêm cái nhạc nền á. Tiếng u nó âm u quá. Phần thưởng của mình sau khi sống sót qua một đêm
một phần sáng sẽ vạch ra những phần nửa có sẵn. Là cái quái gì? Màn hình nhân vật chúa tể, nhấn C, ok. Kỹ năng trang sức phúc lợi và khả năng. Khả năng là dạng như mấy cái chỉ số mà, mấy chỉ số gì ta, bị động chủ động á. Bị động, kỹ năng thì nó là chủ động. Nhấn C. Và mấy cái này là bị lỗi nè. Nhấn vô nó còn cái hiệu ứng mà tay bơ nữa. Tụi có điểm nào đâu mà tăng. Chết, máu không hồi vậy. Ba mươi lăm máu là người làm sao, cái chỉ số máu này làm sao? Cấp độ 1 tăng thêm 100 vàng, vàng mình chỉ 100 thôi. Điểm trí tuệ này là cái gì chưa biết, nên chắc là lấy làm kinh tế trước. Tháp phòng, tháp xây dựng này nâng cấp bằng cách kéo hai phòng cùng loại chồng lên nhau rồi, ok. Có thể là tăng sức mạnh cho cái phòng bằng cách trang trí cạm bẫy hoặc là gọi đệ vô. Này tam giác là 7, tròn là đệ, vuông là mấy cái công trình kiến trúc thiết kế gì đó, chắc tăng chỉ số thôi. Đâu, mình mới được cái vòng nào đâu. Phòng giao dịch thì mình nên để kính kính đi. Chắc trên này. Quái nó thường đi vô đây. Để chưa có thằng nào cả, nên chắc mình đi đánh rồi nói tiếp. Có hai đằng chuẩn bị vô nè. Rồi ok, đứng ở phòng quan tài đi, tình một đêm. Nó đi đường hướng nam mà, hướng nam với hướng đông mà. Quốc hàng bên đây trước. Ủa sao hai đằng? Mày hít hả? Mày hít hả? Mày hít. Hít tiếp đi bạn. Cái này là cái gì? Nó không vô lắm mình, nó đi qua bên đây. Thằng này giống mấy thằng nãy quá vậy.
mất ba máu nữa ta, biết gì xài hai bút rồi. Nó còn sống luôn kìa. Có cách nào hồi máu không? Chưa biết. Được 100 vàng, một kỹ năng, một phúc lợi, một trang sức, một điểm hành động. Quêm ba chữ đêm đó mà nó viết đâu thành chữ quêm tôi không biết nữa. Hiện tại thì mình chưa biết nó công được hướng nào vô đâu. Bây giờ làm sao nữa? Chơi. Hai máu, một khéo léo, ba né, tám hút máu, hai thể lực. Mười lăm sát thương sĩ khí là dạng như cái điểm quán sợ nãy của nó. Năm sát thương ma thực. Đòn xuyên thấu là sao ta? Tiền của mình ở đâu? Đấy hả? 200 vàng, 60 plasma. Cái này nội tại đồ hiếm. Không có tiền, bây giờ có để không? Bảy này xài một lần à, nên tiết kiệm đi. Nói chung bây giờ mình chưa đủ tiền làm cái gì hết. Bảy mươi lăm mà 20% của nó là 15, 15 cộng vào thì 71. Thôi không cần. Rồi tình một đêm tiếp. Mình về đây đó, chưa biết tụi nó đi hướng nào. Em này ngon quá đét nhỉ. Chết, nó còng hai đằng cùng lúc hả ta? Sợ gì? Đòn tấn công tỏi. Bút khiên luôn. Tân giáp. Thằng này là bút nè. Nên mình gán gạt thằng nào đó. Gán gạt. Thằng này cũng bút nè. Gán gạt em này. Nó boost điểm tinh thần lên. Này thì tăng 10 trừ 5, nó boost 7 giáp hả?
Ơi nó không chết. Một đứa. Mình có thể dùng cái máu này nè, hoặc là mấy cái điểm action point bên đây. Đau quá nha. Không, nó không có đâm nữa. Nên xài để cho nó lên máu, không nên là bỏ luôn. Nó 10 giáp à? Kệ nó, đâu ai đánh mày đâu. Cái chiêu này 30 máu một cái nữa đủ rồi. Nhưng mà một tuần nữa nó mới kinh đau. Gia Cường hả? Này thì cương xong luôn. EZ nhận được cái kill quá bá đạo luôn, cái kill mà sử dụng 30 máu á. Đánh nữa hả? Bốc hơi. Ui, nó 15 đam lận. Đau nha. Đau. Tuần sau mình đánh ba cái nữa thì xài được kiểu này luôn. Nó bút kinh quá. 18 đam à? Dứt điểm nó luôn thôi. Nhìn vọt là 6, mấy chỉ số kia vẫn là một hết. Game này nó thiên về quản lý hơn là đấm nhau thì tính toán cơ bản à. Bây giờ mình có lựa chọn nè, mỗi cái lựa chọn này nó sẽ cho mình một cái. Như một kẻ đuối là sao? Không hiểu bắt đầu như một kẻ đuối là sao cho lắm. Đây. Cái này bỏ. Một chiêu bút được một cái vòng nữa. Bây giờ đại sảnh đây, một tay sai vào mỗi đêm không thể bị cướp được. Mình 4 đêm rồi, mình nhận cái này thì được thêm là vài điểm danh tiếng thôi. Không, cái phòng này mình nên gắn vô đâu đây? Kích thước 2x2 hả? Vậy là chỉ có thể đặt đây thôi.
Bây giờ có 300 tiền, 110 lát ma danh tiếng mình 6 rồi. Chắc đi cái đường này. Bây giờ còn gì nữa không? Rồi, bắt đầu tình một đêm thôi. Hết rồi. Nó đi cửa nam với cửa đông. Qua đấm cửa đông luôn. Cửa đông là quá đơn giản. Phải. Bút 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 bút. Dạ 16 trời ơi, nó chém gái muốn thăng thiên luôn. Dạ. Lượt sao biết lượt chẵn hay lượt lẻ? À đây đây lượt lẻ đây. Bây giờ đánh 60 máu luôn nè. Được có 12 máu vậy. Dạ. Rồi đi luôn rồi. Chúng ta là chuyển sinh rồi. Rồi bay màu. Mười hai điểm di sản, chưa qua được cái cấp độ tiếp theo nữa. Google Live mà nên mỗi lần chúng ta chết đây mình dùng điểm di sản đó để nâng cho nó mạnh lên. 50 điểm di sản thì sẽ tăng 10 máu tối đa. Bắt đầu với hai phòng ngẫu nhiên à. Không. Cái này hợp lệ. Hồi 5 máu. Cái này sức mạnh cao thì nó mới lên cao. Chả hiểu gì cả.
Không chọn được. Trời ơi, cái nút Z này thi thoảng bấm nó không vô. Còn 2 điểm chả làm được cái gì cả. Thử lại lần nữa. Rồi, ok, cái này biết rồi. Đêm đầu tiên thì chúng ta chỉ có là tình một đêm mày đấm luôn thôi. Thằng này xài phép hả? Trời, mới vô đấm dao với ông già ấy. Bị thiêu đốt nữa. Né được luôn nữa chứ. Giờ kết thúc ông luôn được rồi. Một nhóm nông dân muốn đầu hàng chúng ta, đổi lại là sự an toàn nhập phẩm của họ và hy sinh gì thì tiêu lắm. Thôi nuôi nó đi, mình là Vladimir nhưng mà chỉ bên những hàng chống là mình thôi nhé. Đâu thấy khát máu như vậy được. Một điểm trí tuệ, không biết là cái nhân vật của mình ấy nó có cái gì, cái gì nữa. Kích cỡ 2x3 hả? 2x3 chỉ hơi đặt vô cái phòng này thôi. Bài 4. Rồi, tình một đêm. À, hướng Nam với hướng Tây nè. Đỡ đòn, hít thở nè, hít đi, hít đi.
Rồi còn ai nữa mà tăng cơ? Này thì ra đòn. Nó đi lên trên nên mình không có đuổi nó được đâu. Mình coi nó đi đâu. Ừ, đánh con trước chúng con sau luôn mà nãy giờ không biết. Ấy, quên chạy cái khiên lũ đạn. Nói chung chơi một lần là quen con game rồi. Cái gì đấy? Thiên tài hả? Cái này mình có khiêu đánh là đâm hàng trước trúng hàng sau luôn. Nên cái chỉ số này nó không quá ngon, nhưng mà đến boss thì nó lại ngon. Không, cái này khi mình có nhiều kỹ năng thì chơi nó mới ngon. Mình không có chí mạng nữa. Nên chắc lấy cái này thôi. Hai phần trăm lượng máu à. Cái gai là cái gì? Mua thử để thôi. Này họp mới để lại. Danh tiếng chưa có. Để nó hướng đông hả? Ủa không lắp nó vô được. Rồi tình một đêm thôi. Hồi nãy có cái bút lên máu trăm mấy đúng ngon. Bả thằng luôn. Mình đánh thằng dưới thì nó xiên hai. Tu nó sắp chết luôn, vậy thôi bay màu đi. Ủa không xài được hả? Xong nghe dép
Thì đâu con sâu. Mình gạt thằng trên rồi chơi cái chiêu này xuống thằng dưới. Bút giáp đi. Này thì bút, này thì bút giáp, chưa chết nữa. Ủa, nó mất cái hàng gì ở dưới đây? À, bấm vô là mất. Ôi, ôi. Ông cốc 15A hay B? B đi. Tôi chả biết tôi được cái gì hay bị. Ấy, sao còn 37 máu? Thiếu điểm rồi. Mỗi 2 đêm mình bây giờ nướng nó 4 danh tiếng lấy làm gì? Ừ. Mình có 2 kill với 3 kill, 5 kill đủ rồi mà. Ê, ê, có cái gì đây? Cái này là điểm trí tuệ nè, còn cái này là điểm hút máu nè. Chết rồi, quên di chuyển cái con nhân vật của mình đi. Sống đi đường bên trái nè. Hồi nãy là con này nó hành mình, bây giờ nó cũng hành mình thôi. Bây giờ sáu hả? Mình còn có thiếu một máu rồi, một cái bút. Có gì sao mà chơi chí mạng đó chứ. Rồi tôi thôi rồi bây giờ. Cây cú.
chọn được nhân vật khác không ta? Là tiếp tục ăn hành thôi. Quýt lít rồi nhưng mà chưa unlock. Sau này nhìn nó máu chiến quá vậy, 37 ngẫu nhiên và một đại tay sai. Mình chỉ chơi được ba nhân vật đầu thôi. Quýt lít rồi nè, để thoát ra vô lại thôi. Không được nữa là nghỉ luôn đó. Unthurian, a world forever split. Danh đề đó, danh đề mới đúng á, chứ gà đít là sai à. Cũng mà nhìn thực sự thì thấy cái tem này cũng ít người làm á. Thực sự game này cũng ít người làm. Quy mô mà được game như thế này là cũng ổn rồi. Không được rồi, whitelist rồi mà vẫn không mở được. Ở đâu mà có game luôn rồi chứ không phải whitelist nữa. Có game rồi chứ đâu phải whitelist. Noradion là sao? À cái này dạng như cái độ khó nha. Đang mức 1 mà còn ăn hành cái này thì chỉ chơi được cái này thôi. Nên chơi một lần nữa thì nghỉ. Vâng. Vâng. Ngày đầu thì chủ yếu là cho có thôi, một vòng và một kiếm kỹ năng nè.
Ý, 1.000 vàng, 3 điểm danh tiếng và một vật phẩm trang trí ngẫu nhiên. Quất luôn, khỏi suy nghĩ. Phòng này là 4x5. Rồi, tình một đêm tiếp thôi. Khoan khoan khoan. Ở đâu mình có cái nụ hôn này ta? Cái này mình đánh ra thì 10 máu thôi. Nhưng mà cái này đánh ra thì gây được 5 máu. Nên cái nào ta? 10 máu. Giảm tinh thần nó xuống thôi. Để vô đây. Đó, nhựa vũ nó vô vòng mình. Có cái khiên phép mà vẫn bị lửa hả ta? Có cái khiên phép mà vẫn bị dính lửa. Vô lý. Lửa nó là phép hay sát thương nhật lý? Mất 5 máu rồi. Sáu thể chất là 6 máu hả? Cái điểm thể chất là cái gì? Cái này màu xanh nè, cái này màu tím nè. Lấy thử cái màu tím đi. Ngon. 100 máu, thôi không đủ đâu. Cái này đánh về lay ngon. Ba tôi nhận 50 máu, sử dụng 2 lần.
Mình đứng đây luôn. Đứng đây mình chờ nó vô thôi. Trời, con đệ mình nó đánh được. Cho nó trâu gì ta, lần này cái bộ khiêu của mình yếu quá. Hồi nãy bị gì đánh con này không đánh gì trên đâu. Rồi xong tôi rồi. Trời đánh nữa hả? Đợt này cái kill nó không ngon rồi. Rồi đại ăn đam tiếp. Ây da, ây da. Không ổn rồi, không ổn rồi. Mười bốn ABC cái gì chả biết nữa.
4x5 mình còn chỗ nào 4x5 không ta? Rồi còn chỗ này. Mười điểm cộng dồn là điểm gì? Cái này rất là khó luôn. 5 đòn chí mạng trong một lượt gần như là không thể luôn. Game này chắc chơi khoảng vài chục lần nó mới mạnh được. Này rất là mạnh nè. Gì 64 đam. Nơi vãi thì hai thằng này nó đánh cùng lúc. Mình chết luôn rồi. Mười sáu đam rồi, hiểu luôn rồi. Game gì khó vậy? Rồi né đường ván. Còn 8 máu đi đến boss hết trời.
Nó sẽ đi lên trên này, đợi nó đi lên đi, mình hay lên. Bây giờ rồi mới vô phát đầu là mình thấy chuyển sinh luôn rồi đó. Rồi bút đi đừng đánh nữa. Ừ. Bút nha, đừng có đánh. 7. 7 mình vẫn còn một máu, vẫn sống. Đi, có khi win, có khi win. Thằng này nó cũng chưa mạnh lắm. Qua được cái đêm thứ tư rồi. Còn 8 máu à. Giờ mình có 10 điểm lận. 10 điểm thì lấy được cái trạng thái yếu cũng khá là ngon rồi. À. 6 điểm vô thì còn 4 điểm. 1, 2, 3. Cộng 1 đằng sau. Còn mười mấy máu à, sao mà chơi? Yếu như con bún thiêu vậy á. Thôi chết rồi, thằng này nó đi xuống thứ năm luôn rồi. Rồi hai thằng này nó bay mình rồi. Ủa thằng ở đây đâu? Ngay phát đầu là mình muốn chuyển sinh luôn rồi. Có đánh thì đánh đằng trên trước.
21 hả? Mình còn có 10 máu hả? Thôi chết tôi rồi. Tính sai quá sai. Nãy phí hai cái điểm giáp này. Nó đánh dồn dập luôn, méo khi đỡ được. Không biết qua được đêm nay không. Rồi thấy xong luôn này. Trường điểm đi, tuần sau mình xài. Quên nãy giờ không đánh con đầu trời. Không đủ điểm rồi. Chơi chí mạng đó bạn. Thân giáp thì chả sợ. Bảy điểm thì chả nhiêu cả. Thủ được. Rồi nó đánh ba lượt liên tục. Mười tám với sáu là 24. Mười bút cái thủ lên là đủ. Xong. Combo rất là chuẩn chỉ. Mấy hiểu sao sống qua được hôm thứ năm nữa. Rồi thứ sáu rồi, ngày mai thứ bảy chủ nhật rồi. Bây giờ thôi action văn lên nữa, khó thích cái kêu kia lắm. Mình thiếu cái chiêu mà gây sát thương bằng máu nè. Năm lên năm phát. Cái này cũng ngon nữa.
2, 4, 6, 6 chiều đủ. Phòng này có rồi, lấy cái nữa nó lên cấp 2 hết ta, cũng được. Đây là cái phòng quý tương 2x3 này, nó công hướng đông với hướng tây. Hướng tây là con này nó rất là mạnh luôn, 2x3 thì đặt được ở đây. Được cái phòng cấp 2 phải không? Đúng rồi. Danh tiếng mình vẫn chả có tí danh tiếng nào cả. Hai mươi phần trăm máu tối đa là 14. 14 cộng lại là 63, thiếu 7 máu cũng được. Ủa cái này hình như mình có rồi mà. Nè. Siêu có nâng lên được không? Ừ, cái này là cái gì? Mình đánh xong đây mình đi lên đây mình chờ thằng Elite này vô. Rồi tình một đêm. Qua được đêm thứ sáu này không? Hai thằng này chắc gây sát thương nhiều. Xài cái này sớm quá rồi. Giờ xài mới đúng nè. Chết đi. Hai điểm mà. Cái nữa. 51 thủ.
nổi. Tôm tép. Ba điểm. Con này đánh phép vô mình không có đỡ được nè, nên gán gạt nó sớm. Cái này tuôn sau nữa nó mới hồi được. Ây da, tục sĩ khí nó xuống. Xong. Mất nó hai máu à. Sao đi đường dưới ông nội, đi đường trên nè, tôi gài đóng bẫy này rồi. Nó qua đây không? Thử coi. Nó qua kìa, nó qua kìa. Sống qua đây. Không, để dành tuần sau đi. Gít nó lại có một đam mà. Bữa nãy mình còn cái khiêu chém chí mạng đâu rồi ta? Hình như tôi chưa có lắp vô phải không? Ủa sao chiêu này sao không được? Action phone không nè. Thôi chết rồi. Mất 10 máu hả? Nãy quên lắp cái chiêu kia vô rồi. Bay màu đi. Bye bye em. Được có 100 vàng à. Mình 25, 5 điểm nữa vô 30. Nhận cái này là có tiền luôn. Để quay sau đi. Quay sau thì không biết có danh tiếng không. Để dành.
một hai siêu mặc định nè, một hai ba bốn năm sáu, với sáu kêu này, này rồi này rồi này rồi này này này, này. Nó đi từ hướng đông vô hết ta. Nó đi đến đây không? Nó không đi đến đây là con đưa nó nghe. Không ổn rồi. Đi lên trên nha anh bạn. Vô đây rồi đi thẳng lên trên nha. Nó đánh quan tài không? Ê, ê đứng cái xuống. Vũ đạn đó. Cái này là cái gì? Thỏa thuận với nó 840 vàng thì nó sẽ không đấm mình. Ủa đấm với ai? Đó. Bút rồi. Thôi dính cái lỗi bớt rồi. Thấy cục máu nó ở đây mà không thấy ai vậy nè. Giờ chả biết làm sao luôn. Rồi dính bết rồi. Rồi ngừng lại đây thôi. Ok bye bye anh em. Game cũng rất đáng chơi nha. Nhất là có một hỗ trợ tiếng Việt. Dù tiếng Việt này dịch hơi toan tí, nhưng cái thể loại mà xây dựng cái lâu đài đợi nộp vô đánh cũng khá là thú vị. Có điều mấy thằng đệ mình không gọi ra được, nó chỉ là mấy cái thằng đệ thiết lập vô đây với trường báo thôi, nên nó cơ bản bản chất nó chả khác gì cái bẫy cả. Thành ra là cái bẫy với mà đệ tay sai nó không có chất lượng gì nhiều, không có khác biệt gì nhiều luôn. Ngoài ra thì bị lỗi cái này không hiển thị được quân địch nên cũng đành chấp nhận. Ok bye bye anh em.